Vâng, nếu mà chị vẫn đã bị cái dính buồng tử cung đó, như theo chị nói, thì đây là một trong những nguyên nhân có thể gây nên vô sinh, rất là khó có con. Vậy thì cách duy nhất hiện nay để chữa nó là phải đi phẫu thuật để tách hết chỗ dính đó ra, để tạo hình lại buồng tử cung cách bình thường. Thì khi đó, khi sau khi tạo hình tử cung mà xong mà kết quả tốt thì chị hoàn toàn có thể có thai được. Mong chị đi khám sớm.